Hoàng Hải, Thanh Phương xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nhịp sống hôm nay. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật sau. Bổ sung tiếng Hàn cho thí sinh lựa chọn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Vợ mang bầu bát rửa bay ra ứng cứu chồng bắt trộm. Nghịch tử tát mẹ ruột tử vong gây phẫn nộ. Trong xã để phòng rắn, hai người bị rắn cắn tại bụi xã.